chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, phát triển cho thế hệ trẻ thông qua bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đang được ngành bảo hiểm thực hiện thế nào, thưa ông? Bảo hiểm y tế là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm y tế học sinh sinh viên nói riêng có vai trò quan trọng đối với an sinh xã hội nhằm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, phát triển toàn diện cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tương lai của đất nước. Luật bảo hiểm y tế được sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định, học sinh sinh viên là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, tối thiểu từ 30% đến 100% mức đóng tùy thuộc nhóm đối tượng ưu tiên. Với mục tiêu đẩy nhanh lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, Thủ tướng Chính phủ quán triệt đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên, đảm bảo 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Từ định hướng chỉ đạo đến các văn bản pháp lý liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đã thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước đối với việc thực hiện pháp luật bảo hiểm y tế nói chung và pháp luật bảo hiểm y tế đối với nhóm học sinh sinh viên thế hệ tương lai của đất nước nói riêng. Điều này cũng khẳng định sự nhất quán trong chủ trương thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên là bước đi quan trọng để hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân ở nước ta. Ông Đinh Duy Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý Thu sổ, Thẻ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Anh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngoài hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên từ ngân sách, đơn vị còn có cơ chế đặc biệt để khu. Năm 2022, có 27 tỉnh, thành phố đã hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên. Trong đó, một số tỉnh, thành phố có mức hỗ trợ lớn như Hà Giang, hỗ trợ 70% mức đóng, Hưng Yên, Bà Rịa Vũng Tàu, hỗ trợ 30%, Quảng Ngãi, 20-30%, Bắc Cạn, Cà Mau, Hậu Giang, Ninh Bình, Sơn La, Vĩnh Phúc, hỗ trợ 20%. Ngoài ra, một số tỉnh, thành phố hỗ trợ riêng mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đối với các trường hợp đặc biệt như thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 100%, Đồng Nai 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên là người khuyết tật, An Giang, Lâm Đồng hỗ trợ 70% đối với học sinh là người dân tộc thiểu số, Bình Phước 70% đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh tại tỉnh Điện Biên. Anh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ông đánh giá thế nào về kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên thời gian qua? Tính đến năm học năm 2022 đến năm 2023, tỷ lệ này đạt trên 97% với khoảng 18,8 triệu học sinh sinh viên, tăng hơn 17% sau 10 năm thực hiện. Nhiều địa phương đã đạt bao phủ 100% học sinh sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế như các tỉnh Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình. Điều này cho thấy nhận thức của học sinh sinh viên và phụ huynh về quyền lợi, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế đã có sự chuyển biến rõ rệt, chuyển từ tâm thế bị động sang chủ động, tích cực tham gia. Tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên vừa để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ, vừa thể hiện lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng để cùng thực hiện nguyên tắc bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên ngày càng được mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao. Thời gian qua, Quỹ Bảo hiểm Y tế đã chi trả cho nhiều bệnh nhân là học sinh sinh viên mắc các bệnh nan y, mạn tính như suy thận, ung thư, tim mạch, với chi phí điều trị từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng. Việc tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế ở nhóm học sinh sinh viên không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân mà còn góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước. Để sớm đạt độ bao phủ bảo hiểm y tế 100% học sinh sinh viên, ngành có giải pháp gì? Tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tại Việt Nam đã tiệm cận mục tiêu bao phủ, song vẫn còn một bộ phận nhỏ chưa nhận thức được đầy đủ về quyền lợi, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế nên chưa tham gia đầy đủ, trong đó chủ yếu là nhóm học sinh sinh viên từ năm thứ hai trở lên của các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề. Điều này khiến các em đánh mất cơ hội được hưởng quyền lợi chăm sóc sức khỏe từ chính sách bảo hiểm y tế, nhất là với các em khi không may mắc bệnh hiểm nghèo. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế, gia đình có thể phải đối mặt với gánh nặng chi phí điều trị lớn, làm ảnh hưởng tới kinh tế của gia đình cũng như quá trình khám chữa bệnh của các em. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng thời nhiều giải pháp như giao chỉ tiêu, hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên, nhân rộng, lan tỏa phong trào chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm ủng hộ tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi cũng tăng cường truyền thông về quyền lợi và nghĩa vụ tham gia bảo hiểm y tế thông qua